Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đang có mặt tại Thừa Thiên Huế các bạn ạ. Ở đây là quốc lộ 1A. Thì ngay tại đây mình đã đi ngang qua cây đa, gọi là cây đa Đá Bạc các bạn. Được công nhận là cây đa di sản văn hóa này các bạn. Hiện tại ở đây là mình có nhìn thấy có một tấm bia này các bạn. Cây đa di sản Việt Nam, rồi còn gọi là cây đa tía các bạn. Tổ dân phố Đá Bạc, thị trấn Phú Quốc, Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Công nhận ngày 23/4/2016. Mình thấy cây đa nó lớn, nó là cây đa khổng lồ đúng không? Không là mình đi từ Bắc vào Nam mình chưa thấy cây đa nào mà nó lớn như cây đa này. Từ gốc cho đến cây rễ, đúng không? Các bạn nhìn thấy cây đa. Cây đa này thì ngày 23/4 Thừa Thiên Huế đã tổ chức đón nhận bằng công nhận cây đa Đá Bạc ở thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, là cây đa di sản của Việt Nam nha các bạn. Cái viên đá, cái cây đa này nằm trên một cái tảng đá, có nghĩa là nó mọc trên một cái quả đồi nhỏ thế các bạn. Trong kế bên cây đa còn một cái miếu nữa các bạn, để mình sẽ quay bên ngoài xong mình sẽ vào trong mình quay cho các bạn coi cây đa Đá Bạc. Cây đa này có tuổi đời khoảng 300 năm tuổi các bạn, 300 năm tuổi, nằm sát quốc lộ 1A thuộc khu vực di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Ràng Bò. Bến cây đa bên Đá Bạc, cây đa này có chiều cao khoảng 25m các bạn. Các bạn nhìn thấy những cái bộ rễ của nó này các bạn. Nhìn bộ rễ không là đã thấy là khá lớn rồi. Mà hiện tại ở đây thì mình nhìn thấy có hai cây các bạn. Cây này là cây lớn nhất. Cây đa này thì toàn bộ gốc rễ của nó người ta gọi nó là cây đa Đá Bạc, là vì cây đa này nó nằm ở trên một cái tảng đá, mà đá này gọi là đá hoa cương các bạn. Nó ôm trọn toàn bộ của một cái gọi là cái khối đá này luôn. Thì theo như mình tìm hiểu được thì cây đa này là nơi chứng kiến tội ác dã man của thực dân Pháp đối với dân địa phương và những chiến sĩ hoạt động cách mạng ngày 22 tháng 3 năm 1975. Do nắm được địa thế và vị trí quan trọng về quân sự của bến cây đa Đá Bạc nên quân Ngụy chọn cây đa Bến Bạc là điểm ém quân chốt giữ nhằm ngăn chặn tiến công của quân ta và sư đoàn 324 đoàn 2 đó. Đó, bên này thì có một cái miếu này các bạn. Toàn bộ gốc rễ này ôm trọn lên một cái quả núi, cũng như là quả núi nhỏ, và cũng là một cái đá hoa cương này các bạn. Rễ của nó rất to, rễ của nó từng các bạn, như những cái này là những cái sợi như cái này là một cái sợi dây nhỏ, nhưng giờ đến thời điểm này là nó to đến cái này rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy những cái rễ này. Đây một cái đá này các bạn. Cái đá ôm trọn một cái tảng đá này luôn. Thì ngày nay thì cây đa này có một cái vị trí rất quan trọng, gọi là vị trí lịch sử đó các bạn. Đây là cái rễ của
Dễ của cây đà các bạn nhìn thấy khá là bự, cực kỳ bự luôn. Thì ở cái bên cây đà kia đã được lập một cái miếu thờ. Bạn thấy những tảng đá ở đây. Mình không nghĩ là cái rễ của cây đà lại bự đến cái cỡ đó đâu. Để mình cho các bạn xem một cái rễ của cây đà. Cái rễ lớn nhất của cái cây đà này các bạn. Lên đấy cúng bái thì người ta nói là dưới gốc cây đa có một cái miếu thờ đó. Miếu thờ dưới gốc cây đa là thờ bà Thủy nha các bạn, của ngư dân làng Đá Bạc, góp công xây dựng cách đây 120 năm để cầu cho mưa thuận gió hòa, được mùa tôm cá. Năm 2013 thì miếu được người dân đóng góp tu sửa, mới là nơi hương khói của người dân địa phương viếng thăm cây đa Đá Bạc các bạn. Mình đang ra phía sau thì mình muốn quay cho các bạn thấy về cái gốc cái rễ. Các bạn đây ngày xưa nó chỉ là một cái rễ nhỏ nó đi xuống các bạn, nhưng mà trải qua hàng mấy trăm năm thì cái rễ nó phát triển to lớn như thế này các bạn. Ngày xưa ngay vị trí này á, thì là Pháp mới bắt đầu ém quân ở đây và tiêu diệt đánh nhau cùng với bên quân đội của mình nhé các bạn. Đây, mình quay toàn cảnh cái đá to cho các bạn coi. Thì phía bên trong kia còn một cái đá nữa. Thì tại sao thì cây đa này được được gọi là cây đa di sản? Thì theo cái tiêu chí mà cây đa di sản Việt Nam á, là cây đa tự nhiên, cây sống trên 200 năm, cao to hùng vĩ, cao trên 40m, chu vi khoảng 6m đối với cây gỗ đơn thân, còn là cao khoảng 25m, chu vi 15m thì đối với cây đa si thuộc họ cút, hình dáng đặc sắc. Còn đối với cây trồng thì người ta đánh giá tiêu chí để mà được là di sản á, thì là người ta đánh giá theo cây sống khoảng 100 năm, cao to hùng vĩ, cao trên khoảng 30m, chu vi khoảng 3,5m đối với cây gỗ đơn thân. Đó, có trên nó cũng có đánh giá tiêu chí của từng cái loại cây để được đưa vào các cái gọi là di sản văn hóa các bạn. Đây các bạn ngắm cái đàn này. Qua bên kia quay quay thêm một cái đàn nữa các bạn coi. Các bạn kế bên cái đàn này thì có một cái đàn nhỏ. Cái bên này thì còn một cây nữa cũng ôm trọn vào một viên đá các bác. Cây đa này thì những cái rễ của nó thì mọi người biết là nó to đến cỡ nào rồi. Cây này thì nhỏ hơn cây bên ngoài đường các bạn. Ôm trọn một viên đá, mà đá này thực là người ta gọi là đá bạc nha các bạn, còn hay còn gọi đấy là đá hoa cương đó. Đó, cho nên là cây đa gọi là cây đa đá bạc.
đi trên đường thì mình thấy cái đà này mình khá bất ngờ các bạn. Cho nên mình muốn quay lại để giới thiệu đến các bạn này. Các bạn lên trên đây các bạn ngắm những cái rễ, cái gốc cái rễ của cây đà này quá. Gọi là quá khủng khiếp. Cái rễ như thế này. Rồi các bạn đã ngắm được toàn bộ cái hình ảnh của cây đa đá bạc này rồi nha các bạn. Cây đa khổng lồ là di sản, là cây di sản Việt Nam. Thì mình cũng xin dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video khám phá lần sau nha. Những cái hình ảnh, những cái biểu tượng của Việt Nam cũng như những cái mà chưa ai khám phá. Và mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Yesterday.